Hi, chào bạn, chào mừng các bạn đi trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một cái server Minecraft PE phiên bản 1.14.3. Thì để bắt đầu, các bạn hãy nhấp vào cái đường link mà mình để ở dưới mô tả. Các bạn tải cái file này về cho mình. Sau khi mà tải xong á, các bạn giải nén nó ra và bấm vào cái thư mục giải nén này. Thì sau khi mà bấm vô á, thì nó sẽ có cái file tên là PocketMine-MP.zip. Các bạn thì cái file này á, là nó chứa cái thư mục server á. Các bạn sẽ quăng cái file này vô thư mục nào các bạn muốn chứa server cũng được. Thì ở đây là mình quăng vô một download đi. Sau khi quăng xong rồi, các bạn giải nén ra cho mình. Đây. Sau khi giải nén xong mà nó ra một cái thư mục server. Các bạn bấm vô đây. Đây, các bạn thấy cái play có tên là star.command này không? Các bạn bấm vào đây. Đó. Thì cái play này chính là cái play để chạy server. Nãy mình đấm vào thì nó đã chạy server nè. Nếu mà các bạn làm được tới bước này mà nó hiện như vậy nè, thì có nghĩa là thành công rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ vào server nhé. Ok, trước khi mà vào server thì các bạn phải cần có một cái địa chỉ IP. Thì bây giờ làm sao để lấy địa chỉ IP này? Các bạn sẽ vô cái trang ifchicken.com. Thì cái link trang này mình cũng để ở dưới mô tả luôn. Thì sau khi mà vô cái trang này rồi, nó sẽ cho bạn một cái địa chỉ IP như thế này. Các bạn sẽ copy cái địa chỉ IP này nha. Copy, sao chép. Rồi, bây giờ mình sẽ vô Minecraft, mình nhập IP này rồi mình vô server thôi. Rồi, sau khi mà có địa chỉ IP rồi, các bạn sẽ vô server. Các bạn bắt cái địa chỉ nào vào đây. Còn phần này các bạn ghi gì cũng được. Ở đây mình sẽ ghi là test. Sau khi mà các bạn nhập xong á, mà nó hiện cái dòng này thì có nghĩa là các bạn đã tạo thành công server rồi và server của bạn đang chạy. Rồi giờ mình sẽ vô. Rồi. Bây giờ thì mình đã vô server thành công rồi. Thì cái video của mình á là tới đây là cũng hết rồi. Các bạn thấy nó khá là đơn giản đúng không nào? Chỉ với 3 bước là chúng ta đã có thể tạo thành công một cái server Minecraft PE phiên bản 1.14.3 rồi. Ok. Thì nếu mà bạn nào thấy video hay á, đừng quên bỏ lại một like, một chia sẻ. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh á, thì nhấn vào cái nút subscribe ở bên cái trên cái kênh mình, bên dưới đó nha. Thì các bạn sẽ nhấn vào cái chuông để có thể nhận được cái thông báo mới nhất khi mà mình đăng video lên. Ok. Tạm biệt các bạn nha.